ngày xưa có một người ăn xin đến gặp vị quan lớn cầu xin được giúp đỡ khi đó vị quan lớn đang ngồi trong thư phòng đọc sách và không muốn bị làm phiền nên đã bảo người ăn xin rằng ngày mai hãy đến nghe thấy vậy người ăn xin đành lầm lũi bỏ đi ngay sau đó người vợ của vị quan lớn đã cầm một chiếc trống lớn và đánh trống một cách điên cuồng với mỗi một lần gõ cô lại bước một bước về phía trước vị quan chứng kiến cảnh này lấy làm ngạc nhiên lắm nên đã đi tới hỏi người vợ nguyên do. Người vợ đáp lại, tướng công à, thiếp vừa phát hiện ra là ngài là một nhà tiên tri, nên thiếp muốn nói cho tất cả mọi người biết về chuyện này. Vị quan lớn vô cùng sửng sốt trước câu trả lời, nhìn vợ một cách hồ nghi và hỏi lại, ý nàng là gì? Vị phu nhân mỉm cười, đáp lời, chẳng phải ngài vừa bảo người ăn xin ngày mai hãy quay lại hay sao? Làm sao ngài biết ngày mai anh ta vẫn còn sống? Làm sao ngài biết ngày mai chúng ta vẫn ở đây? mà cho dù cả hai người vẫn còn sống đi, làm sao ngài dám chắc được rằng ngài vẫn còn ở vị thế có thể ban phát thứ gì đó cho anh ta? Ngài làm sao biết anh ta có còn cần thứ gì đó của ngài hay không? Làm sao ngài biết hai người chắc chắn có thể gặp nhau vào ngày mai? Đó là lý do thiếp nói ngài là nhà tiên tri và thiếp muốn mọi người đều biết điều đó. Đến lúc này, vị quan mới vỡ lẽ ngụ ý đằng sau lời nói của người vợ, vội vàng gọi người ăn xin, lúc này vẫn chưa đi xa quay lại và cho anh ta sự giúp đỡ mà anh ta cần thật vậy chắc chắn bạn sẽ đồng ý với tôi rằng dù là bất cứ ai chúng ta cũng không thể nào biết đúng chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng đôi khi chúng ta nói về tương lai một cách hờ hững ngày mai tôi sẽ bắt đầu tiết kiệm tuần sau tôi sẽ bắt đầu rèn luyện sức khỏe hôm nào đó tôi sẽ nghĩ tới tương lai của con cái tôi nhưng thực ra rất nhiều người đã không thể đợi tới ngày mai như vậy chính vì thế nếu không muốn ngày mai cuộc đời sẽ chỉ còn sự ân hận hãy sống trọn từng khoảnh khắc